À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của mấy anh đế quốc Hung Nô. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình cũng đã tiếp tục kích động mà tiếp tục cái công cuộc đi tàn phá thế giới. Và thực sự thì kết quả cũng không dễ dàng gì khi mà cái thằng này này nó kéo mấy quân đoàn lên, nó định phơ mình, nhưng mà rất may là mình đã sống sót thành công. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đưa các đơn vị quân của mình xuống đây và tiếp tục ổn định lãnh thổ quân đội đã. Bây giờ mình đang lo một cái vấn đề là mình phải phát triển được quân đội lên mạnh một xíu thì mình mới đi được. Bây giờ quân của mình thương vong như này cứ đi là nguy hiểm lắm. Có thể mình sẽ phải mua thêm quân cho các cái quân đoàn. Mình nghĩ là mình sẽ phải thành lập các cái quân đoàn nào đó nó mạnh một xíu. Có điều là mình cũng không sẵn quân lắm nhỉ. Ready for action. Quân đoàn này tiếp tục lên cái này đi. Tăng trưởng. Có lẽ mình sẽ ổn định ở khu vực này một thời gian để lên ruộng đã. Lên ruộng. Đợi lên được cái này đã thì mình sẽ lâng. Có lẽ mình sẽ phải đứng ở đây một lúc và mình bắt đầu cho các điệp viên của mình phát triển. Điệp viên của mình phát triển. What do you wish of me? Đi tàn phá. Thằng này. What is all? Ám sát chết nó cho anh. Thất bại à? Được sau cố ăn nó nhá. Nó gớm nha. Xem tình hình ngành chính trị của chúng ta nào. Ừ, mọi thứ vẫn ổn, chưa vấn đề gì. Được rồi, mọi thứ vẫn ổn, quá là đã. Mình sẽ cho bọn điệp viên nó đi dò thám trước xem tình hình quân địch nó bố phòng như nào đã. Mình tiến vào lãnh thổ của đối phương mà mình lại chưa nắm bắt được thì mình sợ là mình sẽ tèo mất. Có thể nếu mà muốn công thành bây giờ mình phát triển cái đội bộ binh và xe bắn đá à? Bộ binh của Hung Nô cũng không phải dạng vừa mà cũng gớm phết đấy. Mình ước hòa bình bắt mình chi tiền á à? Thằng này ảo tưởng sức mạnh thế. Bây giờ mà phát triển thêm quân đội thì lại phải chúng lại sẽ tốn khá nhiều tiền. Ủng hộ chính phủ. Bao giờ Attila mới lên ngôi lên cầm quân bây giờ? Em này cho lấy chồng phát nhỉ? 50 tuổi rồi à? À, thử có một cái vụ hôn nhân chính trị là xem là 50 tuổi vẫn làm ăn tốt. Welcome, worthy. Am I always to be disturbed by foreigners? If it is in time, two things always. I look forward to you. I am sure you have many pleasant. Khó nhỉ. Be welcome, I suppose. The door is open to you, but if you wish. Bà ấy già quá chắc không thằng nào thèm lấy rồi. Greetings. Now speak. Welcome, I suppose. No. Không có hiệp ước hôn nhân nào được.
Thím thì già quá, xem cho... À đây. Thử này. Thiếu niên này bao nhiêu tuổi? 28 tuổi à? Ồ. Ăn khẩu vị ở thanh niên này mặn thế. Ai à, khẩu vị mặn quá. Ái chà, đóng quân đây à? Their blood will enrich our soil. Ái chà, không ăn được. Come sit, share my fire. Để cho mấy thằng điệp viên đứng ở các vùng đất này đã, để đảm bảo rằng chúng nó không tiến được đến đất của mình, đến nơi của mình. Rồi. Chúng ta hết mất đồng minh rồi, bây giờ chúng ta phải dùng cách này để do thám. Warriors all. Kỵ binh. Thirsty for battle. Quar be praised. How can I help? Lên nhà lính. Warriors all. Cần 2 grow. Lên lính trước nhỉ? Lên lính là xe bắn đá. Chạy lắp ráp à? Warriors all. God be praised. How can I help? Đâu nhỉ? Đây à? Chạy lắp ráp. Phải lên được đến đây cơ. Phát triển ở đây, phát triển đây nữa. Đánh cái này trước à? Không cần nhỉ. Xe bắn đá đời thường cũng ăn được mà. Đâu cần phải xe hiện đại đâu. Nhưng mà vẫn phải có bộ binh. Thằng này. Bốn đội xạ kỵ à? Bốn đội xạ kỵ đã đủ rồi. Còn lại chuyển bọn kỵ binh kia sang quân đoàn khác. Cứ đến đây đã, tiến tí thức ăn đã. Đồng thời hồi quân, quân của mình thương nặng quá. Đánh nhau liên miên. Bốn quân đoàn của mình đang chia thành đứng trên hai vùng đất, vì thế nên chúng ta không bị thiếu lương thực. Nhưng nếu các bạn để cả bốn quân đoàn hoặc đứng trên một vùng đất thì các bạn sẽ bị thiếu lương thực khá nhiều đấy, và thu nhập cũng được ít lắm. Mày hà bưởi, chết luôn. Láo này. Mình đang tranh thủ để hồi quân, đồng thời mình sẽ nâng cấp công nghệ một chút xíu. Quân của mình đang bị thương vong khá nặng, bởi vì đánh nhiều trận liên miên rồi. Anh em phải thông cảm, bởi vì tập trước mình đánh quá nhiều, bây giờ chưa thể ngay lập tức đem quân đi đánh nhau tiếp được. Chúng ta cần có một sự ổn định một xíu. Lại cho quân lên phá hoại mình. Liên tục quấy rối các quân đoàn của mình à? Quân nó đông thế nhở? Thất bại chí bạn, mày hả bưởi. Bạn thành công, chỉ đạo sai lầm, chỉ đạo mua chuộc. À, ra lệnh kết hôn với cô bà này, chứ ảnh hưởng cho Udin, chứ ảnh hưởng cho Nita là bà này. Tốt rồi. Thanh niên này à, Attila vẫn có 11 tuổi. Attila mới có 11 tuổi. Come sit,
Ám sát chết, chết thằng vua đó xem. Thất bại. How can I help? A soul will fly. The gods watch over me. Ai da. What do you want? Chưa ăn được, chưa học được skill. Chưa học được skill để có thể ăn được nó. Rồi, ôi bọn này quân đông thế. Bây giờ mà mình đi ra khỏi chỗ này mình vẫn phải xem như thế nào, nếu không là mình chết vỡ mặt. Come, sit, share my fire. God be praised. How can I help? Lên nhà lính đi. For the tribe. Lương thực cũng khá khá. Come, sit, share. Phát triển được bộ binh bắt đầu đánh thành này luôn. Đi xuống đất của La Mã đi. Cứ lẩn vẩn trên này nhiều chả để làm gì. Dưới này toàn đất của bọn... Ôi thằng Sassanid. Ôi thằng Đông La Mã dẹo rồi à. Còn mỗi thành duy nhất này công tăng Constantinople rồi à. Đâu nó còn 9 thành. Tây La Mã còn 3 thành. Chết rồi, thế giới này là của dợ rồi. Come then, speak. The Emperor will consider what I hear. But you must speak without delay. Hoàng đế La Mã. Mình xem có khi mình phải kiếm thằng dợ là mạnh mạnh để đồng minh thôi. Thế quái nào mà mình chiến tranh với hầu hết thế này. Quân đi khai Đông La Mã. Welcome, I suppose. No, do not. Đế quốc Sassanid. Be welcome, emissary, if you come in peace. Ủa, có một đứa con gái lớn à? Có một đứa con gái lớn. Chưa gả chồng được. Thế nó mới căng. Bây giờ tiến cũng chưa tiến được. Phải có quân đã. Cái hồi quân của cái bản Attila này nó hơi chậm so với các bản khác. Cái hồi quân của có các đội quân du mục này bắt đầu nó mới bắt đầu từ Attila bắt đầu mới có các đội quân du mục. Chính ra sang Warhammer 2 thì Warhammer thì nó hồi quân nhanh hơn, nó tính toán hợp lý hơn. Ở đây thì hồi quân chậm như thế này thì rất khó đánh, trong khi các cái đội quân mà nó có thành nó hồi quân rất nhanh khi nó đủ lương thực. Mày ngu học. Thế nên là đây là một cái điều rất là khó. Ok, đông thế. Thằng vua nó cắm trại đây à? Giết thằng vua nó. Không biết là mình đã lên tách đàn chưa nhỉ? Tách đàn bây giờ phải đủ quân tách. Chỉ đạo sai lầm à? Thất bại chí mạng, thất bại thành công. Lòng trung thành đang dao động. Này á, thằng này có chức vụ gì đâu. Mày có dao hay động thì cũng chả ảnh hưởng gì. Con dao hay động cũng chả ảnh hưởng gì. Mà phải khử mấy thằng này đi ạ. Ôi, con mụ này cao, rank cao thế. On the move.
I will find their weakness. Thành công đi cu, đừng thất bại nữa. I can go. À, tốt. What do you wish of me? The gods require blood. All is not lost. Nice. For the tribe. Lương thực, lương thực, lương thực. Nâng cái này lên thì chúng ta sẽ linh mục này. Cái này thì nâng cái nhánh này thì sẽ tuyển được thằng quán quân này, champion, nhưng mà lại tốn khá nhiều lương thực. Cái này lên cái này tuyển được điệp viên này. Có thêm mấy thằng điệp viên nữa thì mới ổn được. Chưa, một lượt nữa mới nâng cấp được nhà lính. Ready for battle. How can I help? Ba sao à? Cố lên. Nghèo quá, tích được thêm ít tiền nữa rồi mà vẫn nghèo. Hồi quân á, cho nó đầy quân với nhau. Úi giời ơi, hay quá mày, ám sát quân anh à. Các bạn để quân ở chế độ cắm trại thì nó cái tỷ lệ thành công cho các cái hoạt động gián điệp của đối phương nó cũng bị giảm xuống khá nhiều. Hiện tại là chúng nó đã dẹo mất mấy thằng rồi. Bây giờ yes. Their blood will enrich our soil. Vẫn chưa ăn được. Chỗ này mấy thằng gián điệp nó chết sạch rồi đúng không? Và đây chơi chết thằng tướng là thằng vua đó. 4.300. Đây rồi. Thành công à? Ô, chết luôn thằng vua rồi. Mày. Vào đây đã, mình sẽ phát triển mạnh cái nhánh xe bắn đá này nữa. Ready for action. Lên cái gì trước nhỉ? Kỵ binh giáo dài thảo nguyên. Lên ruộng trước, lên kỵ binh trước. À, chúng ta nâng cấp xong cái công nghệ này thì chúng ta bắt đầu nâng cấp được đội xạ kỵ của chúng ta lên các đơn vị xạ kỵ để nâng cấp được xạ kỵ này. Rồi, nâng cấp được móng ngựa nữa. Ôi, nhưng mà tốn tiền quá. Nâng được mấy thằng xạ kỵ này lên xạ kỵ đời cao tốn tiền hết nhỉ? Wow, đang hơn 4.000 xuống còn có 1.000 này. Nhưng mà nó chất hơn. Rất kém tốc độ bắn là thế quái nào. Tại sao khi mình đánh ở quân ấy thì nó lại nhanh lắm cơ mà nhỉ? Chưa hiểu kiểu gì. Đây, tập trung phát triển cho thằng này đã. How can I help? À, có thể vào quân đoàn được rồi. My words will sway them.
Qua be praised. How can I help? Thằng nó quan trọng. Uầy, thằng pháp sư này nó lên kiểu gì đấy? Tóc tai gì mà bù xù kinh thế? Thằng này chắc là fan của cái nhạc rock hay sao này? Yes. Nó lên cấp này. Trông cứ như kiểu là nghệ sĩ nhạc rock hay sao này? Chết chết chết. For the gods. Hồi chưa đầy hết quân này. Thirsty for battle. Có một số đơn vị hồi đầy, một số chưa. Ready for action. Đơn vị này à. 3 grow. Nhật sau. Nhật sau. Ưu tiên phát triển vào grow trước. Chứ nó cũng không dám đánh mình. Tinh 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 tinh. Nhưng mà bây giờ nghèo quá nhỉ. Lâng mấy con xạ kỵ lên phát là nghèo vãi trưởng luôn. Lại lên để kiếm ăn à? Ấy, thành công rồi đấy. Không được rồi. Cho bọn điệp viên đi trước, không khử hết cái đám điệp viên của nó, không thì mình chết dở ấy. Để sống nổi bọn này. Nó đã khử được một thằng của mình à? Cơ hội có con này, thẩm quyền. Sao cái thì cộng, cái thì trừ này. For the tribe! 71 tuổi rồi. Và chết rồi. Ai da. Ôi thì vua chính thức. Thằng này chính thức lên ngôi vua rồi à? Vua già chết rồi. Già chết rồi, thái tử lên ngôi. Cái gì thế này, sao đến tận hai thái tử thế này? Attila là một, thằng này là hai này. Sao năm thái tử thế? How can I help? My way's blocked. Mày hả bưởi, giết luôn. I will walk the old tracks. Silent, no, but effective. What do you wish of me? Come, sit, share my fire. The soul will fly. Hai thằng dám tấn công các quân đoàn của anh, còn thằng này nữa. My partner. Úi dồi ôi, ám sát hết tướng của nó rồi. The power of the gods flows through me. Mình để xem mình sẽ tiến quân theo hướng nào đó. Tiêu thụ lương thực này, đoàn kết giảm cho tất cả các vương mục. Trừ thuế. Đoàn dư mục càng lớn hơn, cơ hội ăn uống non đê càng nhiều hơn. Chắc là chỉ có quân đoàn chính lên một cái đấy thôi. Come, sit, share my fire. Quân của mình hồi đủ rồi.
God be praised! How can I help? Lên cái này để có vũ binh. Ai ơi. For the crime. Hết bố tuyển ở đâu? How can I help? Ấy. Thành viên này châm bắt đầu cũng hổ báo rồi. Thành viên này. Yes. Rồi cũng bắt đầu lên cái kiểu hổ báo rồi. Đầu bắt đầu lắp các cái dưới. Thằng này mới gọi là ghê. Chả biết pháp sư kiểu gì nhìn ghê thế. Warriors all. For the gods. God be praised. How can I help? Ready for battle. For the gods. Tốn ba grow. À, anh xem em xem cứ bình tĩnh để tập trước mình đánh mệt quá rồi. Tập này mình đang phải hồi đã. Ai chà. Lé được rồi. Lé tốt. Bây giờ đâu à? Bây giờ cho điệp viên đi trước ám sát bớt tướng lĩnh của nó đầu cho quân đánh nhỉ. Hiệp ước hòa bình. Chắc mình phải đòi là tí tiền đấy. 3.000 hay sẽ chịu không? 2.000 à? 2.500 nhá. La Mã à? À rồi, tốt quá. Tây La Mã đề nghị một cái hiệp ước hòa bình và chi cho mình à 2.500. Một tháng nữa dẹo phải không? Dám đến tàn phá quân của anh. Mình sẽ phải tuyển thêm 3 thằng spy nữa. Mình có thể tuyển được ok, ám sát. Nó ám sát thầy tu mình. Ôi chết. Chạy rồi. Chạy rồi. Ám sát thất bại và dẹo luôn, thất bại chí mạng và dẹo luôn. How can I help? Ăn thằng này cho anh. The gods require blood. Ái chà, thất bại thỏa đáng rồi. Come sit, share my fire. Their blood will enrich our soil. It is just a wound, nothing more. Thằng này của nó cao cấp thế nhỉ? À ô, hơi khó ăn nhỉ? Qua be praised. How can I help? The gods forsake me. Ai da. Không dễ, không dễ, không dễ, không dễ. Ready for action. Hồi đây quân rồi. Từ đã, xem quân đoàn dưới này di chuyển được đến đâu. Your next command. Thirsty for battle. On the move, lads. Get moving. Sword of my people. Hi. Come, sit, share my fire. Cắm trại đây. Hai thằng, mỗi thằng ở một bên. Is that all? Cho mùa đông đi qua đã. Đợt sau mình sẽ đánh bọn này luôn. Tiến cứ từ từ, chậm nhưng mà chắc. Your next command. Chậm nhưng mà chắc. Sốc kỵ à?
lên đi. Chắc không hết được lương thực đâu. Ready for action. Thirsty for battle. For the tribe. Ba thằng mắc rồi. For the tribe. Come fight with us. For the gods. Đánh vào thành này. Nếu mình tiến ra đây, chỗ này bị đốt phá rồi. Chỗ này dưới này mình chưa biết là thằng nào đang cầm quân. Đốt hết. Bốn đội xạ kỵ. Quyết ăn rồi. Mà đánh kiểu này thì mình hơi khó ăn đấy. Đánh thì đánh được thôi, nhưng mà đánh kiểu này mệt lắm. Mình nghĩ là mình sẽ chủ công nhanh hơn. Destination reached. Nó sẽ đuổi để mình chạy đã. Fall back. Finding shelter. Sẽ có trận phục kích và đánh đêm tiếp. Khó biến nhỉ, các bạn thấy chưa? Đây là bốn quân đoàn đứng cạnh nhau nhá. Nếu các bạn mà tách đà tách ra đi hai quân đoàn, các bạn chết chắc luôn. Bây giờ được. Úi dồi, bị chơi mình bị sọc chết luôn à. Úi dồi, thêm một thanh niên nữa. Úi dồi ôi, phát đấy là bán double kill à. Thầy tu của mình làm quả double kill. Chạy phải đã. Destination reached. Bọn này nó chơi đánh hội đồng à? Ui, 1, 2, 3, 4 thằng nó đánh mình này, chết rồi. Nó không phải chỉ một phe đâu, nhiều phe. Mày. Chúc phúc à? Lấy vợ à? Kết hôn à? Được, con vợ này nhìn xinh, cho lấy. Mày qua con đoàn này của mình không bị thương nặng lắm. Bây giờ thì chúng mày sẽ biết đánh đêm là như nào nhá. Ồ, đang thiếu tiền nặng trọng. Con đoàn này á. Trước tiên là khử ngay mấy thằng gián điệp này của nó đã. What do you want? Nếu mà đánh đêm. Không đánh mình cũng chết. Sông à? Chắc phải vượt sông ngay lập tức, nếu không thì mình tèo.
Có lẽ mình sẽ... À, bọn xạ kỵ này cứ để ở đây. Tân. 4 quân đoàn đi cạnh nhau còn bị nó quay đấy các bạn ạ. Nên là đừng có bạn nào mà bảo mình tách đàn sớm thì mình chết luôn. Chia quân ra đây à? Đội cung thủ nó à, cung thủ ra kia rồi, rút một đội à, rút một đội xạ kỵ ra đây. Trèo sang này, nó đang đi sang này. Variku. I'm crazy like cuckoo. Ai à, khôn phết đấy, di chuyển khôn phết đấy, không phải đùa đâu. Không phải dạng vừa đâu. Từ nhá. Để xem nào. Từ từ, chờ nốt đội xạ kỵ lên đã. À. Bắn đạn phá giáp cho anh. Hạt tướng của nó chắc chắn là giáp dày. Lùi à. Ok, kìa, rút ra. Vào tầm bắn của cung thủ đó rồi. Vào tầm bắn của cung thủ đó rồi, đứng lùi ra. Mày thích cho cung thủ đứng ở đây à? Thôi, bắt chết mất mấy con ngựa mình. Được đấy, nào vào đây. Tiến, cũng đang tiến à? Bắn phá giáp cho anh. Đây rồi. Mày chết luôn. Rồi lại rút ra, mày chết luôn. Rồi xạ kỵ đâu, bắn điểm trợ, bắn vào bọn này cho chúng nó không tấn công được mình nữa. Đúng rồi. Thằng tướng của nó thông minh vãi trưởng nhỉ, một mình làm xong cho đây à? Rồi xong. Ôi mất tinh thần luôn á. Ok. Tướng chết phát mất tinh thần luôn à? Thế thì phải tranh thủ diệt luôn, không để chúng nó sống sót. Bọn này nhát chết thế. Giết bằng hết đám này cho anh, nhanh.
không để một thằng nào sống sót. À, nhanh giết bọn này cho anh. Hai đội xa kỵ rồi, mà tướng chết phát đã đi hết cả đám luôn à? Được, để em diệt từng hết cả đám này luôn mày. Kill kill kill, giết hết đi, giết hết, không để nó chạy thoát. Không để một thằng nào chạy thoát luôn, giết bằng hết cho anh. Đuổi giết bằng hết, bọn này mất tinh thần nhanh thế nhỉ. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, 9 thằng coi như hết rồi. Vận động lắm, giết bằng hết cho anh. Nó vận động này mà. Giết bằng hết, không được để nó thoát. Không chạy mình. Kỵ cung Hanik, kỵ cung Hanik mạnh ghê nhỉ. Đây này, phải giết bằng chết cái bọn này này. Bọn này còn đông. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui. Kết thúc được chưa? Một chiến thắng dứt khoát à? Trận này hồi tí quân đi là xong. Một thằng. Thế là nó vẫn còn sót được một thằng chạy. Chạy được à? Thôi nhá, bây giờ sẽ phải tính tiếp. Đấy thằng nào tiếp theo. Quân đoàn này nói chung là cũng bị thương nặng nặng xíu xíu xíu. Phạm vi di chuyển, cơ hội phát hiện, tốc độ di chuyển trận chiến cho kỵ binh, hài quá, sát thương cận chiến cho kỵ binh, sĩ khí khi chiến đấu ban đêm của lực lượng chỉ huy và tốc độ di chuyển cho đạo quân chỉ huy. Ô, chị An à, ảnh hưởng của nhân vật, tỷ lệ nghiên cứu, phe phái, tỷ lệ mệt mỏi và tốc độ di chuyển, đây rồi, mình rất thích cái này luôn đấy. Tăng vào đây và tăng vào đây để tăng được đạn dược và lương thực. Chết thật, đang âm rất nhiều tiền. Bây giờ sẽ là đánh thằng tiếp theo là thằng này. Chỗ này đông quân quá nhỉ. Mày, mày chỗ này thì thậm chí còn không có lính đánh xa thì tao cứ quẩy cho mày chết.
Bên kia là một cánh rừng. Không tốt lắm. Có hai lối để đi sang. Đâu nữa nhỉ? Không có cái mini map, mệt ghê. Bên kia nó là một cánh rừng. Bây giờ nó là rừng rú. Đây. Để ta xem chúng mày mạnh cỡ nào. Ok, quân nó đang di chuyển. Cái cung của mình lên đây đã giữ đòn đã, dụ chúng nó ra khỏi rừng đã. The enemy, we don't stand a chance. The enemy outnumbers us. Quân địch đang tiếp cận à? Tiếp thôi, cận luôn. Thằng này là muốn chết đây. Tách đàn này là muốn chết rồi. Vãi cả thanh niên. Úi dồi ôi. Vãi cả thanh niên. Úi. Uầy. Bắn đạn xuyên giáp ghê thế nhở. Chết luôn à. Ôi. Đi luôn à. Bọn đằng kia cũng đang nhấp nháy rồi. Ôi dồi. Đạn xuyên giáp này mạnh thế. Nâng cấp được đội cung thủ lên cấp 2 một phát mà đã hổ báo thế rồi. Sao còn một thằng mà nó vẫn liều thế nhở? Đánh được à? Trò chơi mèo vần chuột tuyệt vời. Có lẽ là mình sẽ không đánh nó vội mà để cho nó mất tinh thần, sau đó mình sẽ đánh để đánh sau. Như vậy sẽ đỡ bị thương vong hơn. Đúng rồi, giống như trận trước. Như vậy mình sẽ giảm thiểu thương vong. Rồi. Đuổi anh trên một cái thảo nguyên như này ư? Cho anh. Ôi, mấy thằng này chạy ra hướng này à? Mấy cái cận chiến này xông gần lên, bắn tên rồi thì bắn lên đi. The enemy have rallied their units. Hai thanh niên, ba thanh niên sốc bị. Rồi chúng nó đã mất tinh thần nhiều lắm rồi. Thế thoải mái đi, chúng ta có thể tốn đạn chứ không thể tốn quân được. 16 thằng chắc chẳng cần được.
Rồi, bắn bên đi. Nó đang tan vỡ rồi. Tướng nó chưa chết à? Đạn của mình còn nhiều lắm, bắn đã. Tướng của nó lại chạy sang bên này à? Nhưng mà không đùa được bởi vì những kìa mấy thằng rìu nó muốn chán đời này. Tớ nhá, đội xa kỵ này vẫn còn nhiều tên lắm. Thằng này chết luôn, không phải nghĩ. Rồi, giết bọn này. Kệ nó. Còn tên thì cứ bắn đã. Giết hết cái bọn bỏ chạy á. Nó bỏ chạy hết rồi. Our victory grows ever nearer. Ai. Giết áp sát ngay. Áp sát ngay. Áp sát ngay. Đường nó chết rồi. Được đấy. Giết ngay không để chúng nó thoát. 12, 11. Sau trận này thì chắc là nó còn được bao nhiêu quân nữa. Nhanh anh em. Rất mạnh kìa. Dám đấu với hung nô á? Hả? Dám đấu với hung nô á? Quân đoàn này phải đánh hai trận rồi đấy. Thương vong cũng khá là nặng rồi. Anh chưa biết điểm gì đây. Oh,
giết bằng hết rồi. Ủa sao có cả tiếng con gái thế? Từ giết hết cho anh. Dám láo với kỵ binh của Hung Nô à? Hả? Lại một chiến thắng dứt khoát nữa. Hai trận chết 93 đồng chí. Mình phải cẩn thận thôi, chết thêm quân nữa là nguy hiểm lắm. Một thằng nữa. Bảy phần trăm. Bây giờ đánh kiểu gì nhỉ? Hồi được 7%. Đánh chỗ này thì quân tiếp viện ở trong thành nó sẽ chui ra. Mà quân tiếp viện của nó... Ây ơi, nó có đội cung tên. Từ từ, không lên vội. Thằng này lại có kỵ binh này. Thằng này có xe bắn đá này. Thằng này thì có một đội xạ kỵ nhưng không có kỵ binh này. Bắn thằng này trước đã. Chết rồi, hết lượt di chuyển. Mình buộc phải đánh đêm mà nhỉ. Nó đông thế này cơ mà. Ăn được không nhỉ? Ăn được không? Tiếp một trận đánh đêm nữa. Trận này khó. Khó phải đấy. Nó có một đội xạ kỵ. Khá nhiều lính kiếm. Để nó tiến vào rừng nguy hiểm lắm. Ra đây. Đội cận chiến ở đây, sốc kỵ ở đây. Các anh em xem thì anh em thấy cái chiến đánh theo kiểu đội hình theo kiểu kỷ luật thép của người La Mã, những đội hình gọi là các cái đội hình chiến thuật, hay là anh em thích xem cái kiểu gọi là đánh nhau theo kiểu dung cơ động và không có một cái đội hình kiên quyết đằng trước cả. Có nghĩa là các bạn sẽ đánh như hiện tại mình đang đánh đây, có nghĩa là sẽ không lên được một đội hình trước nào cả, vì chúng ta không biết được đối thủ sẽ tấn công chúng ta như thế nào. Chúng ta chỉ có thể quyết định bằng khi đã bị tấn công rồi. Tùy xem tình hình, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu cơ động. Rồi. Anh em thích nha. Anh em xem nhiều chiến thuật của người La Mã rồi đúng không? Thì có thể nói là cũng rất là bài bản đúng không? Người La Mã thì đánh rất bài bản luôn. Mình phải khẳng định nó như vậy. Chạy ra đây đã, chạy ra đây. Chạy ra. Trò chơi mà là con chuột đấy. Cẩn thận, nó bắn tướng mình. Tướng chúng ta bị tấn công. Mình ngu quá, cho tướng chạy quá sớm. Giết tướng của nó trước á. Tướng của mình chạy xa một xíu. Mấy thằng sốc kỵ để đùi ra không kẻo bọn đoạn kiếm nó lém lao. Bởi vì đã giết chết thằng tướng nó đã. Thank you.
mình nhận được câu trả lời thì rất nhiều anh em rất thích cái chiến thuật kiểu đánh như này hơn. Có nghĩa là đánh theo kiểu gọi là cơ động trên chiến trường hơn là cứ phải theo một cái đội hình đã sắp sẵn. Thực ra thì cái nào cũng có cái hay cả của nó chứ, đừng tấn công kiểu du mục cũng có cái hay, kiểu cơ động cũng có cái hay. Rồi tướng đó nó chết rồi, nó sẽ mất tinh thần nhanh thì mình sẽ giải quyết cho nó nhanh hơn. Đầu tiên là diệt được xa kỵ đó. Tướng chết rồi. Từ từ, xa kỵ chưa đuổi được. Rồi, ăn chết gọn xạ kỵ nó cho. Xạ kỵ của chúng ta được nâng cấp lên đời 2 rồi, không phải là xạ kỵ đầy 1 nữa đâu. Lui. Phải đó, phải lao nó vào, phải lao như thế nào chứ, còn cái này đi. Bình tĩnh nha. Không điều khiển, bị nó quay phát chết mất mấy thằng kỵ binh rồi. Thằng này dám chơi anh à? Nó dám tách đàn à? Nó tách đàn thì nó ngu đồng học rồi. Rồi, xạ kỵ đâu, ăn bọn này, không ăn thằng này nữa. Thằng này thì coi như đi. Ồ, thế mà nó mãi vẫn chưa nhấp nháy à? Rồi, xạ kỵ đâu, từ từ đừng bắn vội, chạy ra đây cho. Rồi. Quá tuyệt luôn, có một cái sườn dốc. Quá đẹp luôn. Hướng ra đây. Ra đây cho anh. Đường cận kỵ lên đây. Lên hẳn đây đã. Bọn này thế nào cũng thích quẩy mấy cái thằng đã bị chạy rồi đây. Mày à? Mày à? Có thêm một thằng tách đàn nữa kìa. Rồi sao? Vẫn còn tinh thần kìa. Mày khá đấy nhỉ. Tiếp theo đến hàng kiếm kia. Chạy đây cho anh. À, nó chưa bật pha lăng. Mày chưa bật pha lăng à?
mất tinh thần luôn. Thế là chúng ta đã không vội vàng. Cho mấy thằng xạ kỵ này đi xử lý nhở. Bọn bỏ chạy tội gì. Không là chúng nó bỏ chạy vẫn còn đông quân này mà. Đông lắm. Nó vẫn đông lắm. Bây giờ thì đến nguyên sốc kỵ và cận kỵ giải quyết thôi. Lại bắt đầu tách đàn à? Lại tách đàn là tại lại bắt đầu ngu rồi các con ạ. Mình đánh trận này mình phải tính làm sao để có thể giảm thương vong tối đa đấy, chứ không phải đơn giản chỉ là thắng đâu. Thắng thì chắc chắn mình sẽ thắng luôn, mình khẳng định với các bạn như vậy. Chúng ta đang phải đánh nhau với 7 hay 8 quân đoàn của địch ở chỗ này cơ. Mình đang tính xem là đánh như thế nào để nó giảm thương vong cao nhất. Đang cố gắng chia rẽ quân đội của nó ra. Mình thấy tay của mình nó cũng mượt hơn ngày xưa rồi đấy. Trước đây thì mình không quen đánh kiểu cơ động này lắm, bởi vì phần la là mình chơi quân La Mã hoặc là các cái nước quân thuộc nhóm Hellenic. Ở bản Rome thì các thiên về đánh nuôi đánh lập đội hình tấn công ai à, chúng ta đến cạnh nhau nó rất khỏe. Đây hai thằng này tách đàn này, ăn thằng này chưa đi, ăn hai thằng trên này chưa. Đây chạy tụ tụ ăn sau. Xong rồi. Ô, bọn chó chết kiếm nó còn lém lao. Bọn kiếm nó còn lém lao. Nó có ném phi lu. Đây đã. La Mã này giáp nó dày lắm, à, ăn cũng mệt. Một thằng nữa, tuyệt. Xuống đây, khử mấy thằng này cho anh.
rồi. Tao rút à? Bốn thằng đang ở bốn nơi à? Chết đi. Bốn thằng đang ở bốn nơi à? Chết đi. Beware, our hidden units have been revealed. Đâu có ẩn nấp để chúng ta bị phát hiện nữa. Mình đâu có ẩn nấp đâu. Trời ơi, húc ngô đời đầu đấy ư? Chỉ có mỗi xạ kỵ là lên được đời 2 thôi, còn lại vẫn là đời đầu. Không được à, cho mấy thằng xạ kỵ đứng ra đây. Mấy thằng này ra đây để tiếp tục. Mình lấy kiểu này không tàn sát hết được con nó nhỉ. Thử ra, tàn sát hết đi. Không để mấy thằng bỏ chạy này nó trốn được. 32, 31. What are your orders? Thằng Spear nó đang tiến đến à? Rồi ra một tí đi. Rửa đòn nó. Mấy thằng cung này ra đây. Rửa mấy thằng kiếm. 9 thằng coi như xong. Rồi, bắt đầu lại tiếp tục tách à? Đúng rồi đó, tách đi, tách đi, tách đi, tách đi. Bảy ba, bảy hai, bảy mốt, viết hết đã. Cởi nhá, cởi nhá, cởi nhá, cởi nhá. Cởi nhá, cởi nhá. MC ô biết ngay nó là phi lùm chết mấy con ngựa mình rồi. La Mã mấy cái thằng, mấy thằng La Mã, mấy thằng La Mã. Quấy ăn luôn. Các vị thần đã ủng hộ chúng ta. Giết đã, giết đã, giết 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 giết. Giết đã. Giết đã, giết, không để chúng nó trốn thoát. Quân La Mã đấy chứ. Úi dồi ôi, tông cho phát chết. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Rồi, một chiến thắng tiếp theo. 198 người, khá nhiều đấy. Nhưng cơ bản quân đoàn này ít quá mà tướng này cũng không phải là rank cao. Ngoài đội sốc kỵ của mình gần 300 thằng luôn à? Vãi trưởng mà ông sốc kỵ. 12% quân. Tengri guides my steps. Ừ nha. Ready for action. Destroy them. Đánh auto liệu có mất nhiều quân lắm không nhỉ? Rồi.
4% quân nữa. 4% quân nữa. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ phải làm gì nhỉ? Hồi được khá quân đấy. Tăng vào lương thực, tăng vào cái này. Ở đây nó còn có duy nhất thằng này có xe bắn đá này. Thằng này có kỵ binh. Thằng này có cung thủ. Thử một cái đề xuất ngoại giao xem nào. Speak quickly and well. Chứ đánh nhau nhiều này mình cũng hơi mệt đấy. Đánh nó một trận te tua như vậy rồi thì có thể mình sẽ đề xuất. Welcome, I suppose. Mình vừa đánh nhau thằng nào đấy nhỉ? Suebi à? Ôi ôi. Speak quickly and well. Speak ill or slowly and I may feed your tongue to the dogs. Chúng ta phải đàm thôi. Không được à? Làm thế nào bây giờ nhỉ? For the tribe. Con đoàn này thì ready for battle. Quân đoàn này quá mỏng để có thể tấn công. 4 đội quân thủ. Khó khăn ghê nhỉ. Quân đoàn nó đuổi thì mình có thể chạy được tiếp. Nhưng mà vấn đề là mình cũng đang hết tiền. For the tribe. Come fight with us. Đang hết tiền, âm tiền rồi kìa. Ready for battle. Đánh thêm một trận nữa. Đánh thêm một trận nữa thì what is all? That is impossible. Bọn này khả năng cao thì nó sẽ đuổi quân đoàn này của mình, nhưng mà nó cũng không có nhiều lực lượng để nó có thể đánh tiếp. Thôi được, mình sẽ chơi liều một phát, mình sẽ qua lượt đấy, xem tình hình như thế nào. Cái quân đoàn kia thì nó có xe bắn đá, thực ra mình vẫn quay được thôi, nhưng mà đang muốn có một cái thỏa thuận ngoại giao hòa bình ấy, chứ chừng khó quá. Mình đoán đúng mà nó sẽ đuổi, nhưng mà quân của nó thì cũng không đông để có thể đánh được mình. Sợ lắm đâu, nhưng mà tốt nhất mình phải chạy xa. Rồi. Vẫn quyết ăn à? Được. Mày muốn chết thực sự đúng không? Tao không muốn đánh mày, nhưng mà mày muốn chết thực sự đúng không? Sợ nhỉ, số này có bao nhiêu quân đoàn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quân đoàn gì đó. Có lẽ mình phải giải quyết nhanh thằng này trước khi bọn tiếp viện nó kịp vào, bởi bọn tiếp viện của nó có khá nhiều kỵ binh. Nếu như vậy thì có thể bị thương vong lớn nữa. We have sighted the enemy. Quân tiếp viện đã vào cái đằng sau lưng. Ăn cho anh.
advantage has been lost. Nhanh trước khi nó kịp giàn quân. Rút ra, giết bọn này trước. Đừng, bắn tên, rồi rút ra, xử cho anh. Yên tâm đi, kỵ binh của nó không phải sợ. Xử nó. Ừ, bắn tên được mà, cứ bắn đi. Đừng. Ừ, thế này đó. Bắn bọn xạ kỵ này xong. Ơ kìa, kỵ binh nó mạnh thế. Chiến đoàn Javanic kìa, mạnh ghê nhỉ. Ừ. Ừ đó, dụ chúng nó ra xa thì á. Dàn mỏng đội hình của nó ra. Sao thế? Biết mãng chỉ được đụng ngựa nó à? Còn cái tên nữa, lùi xa ra tí á. Rồi. Cung thủ nó đang bị di chuyển xa ở phía sau đúng không? Binh cận chiến rồi, chuẩn bị ra đây cho anh. Đủ chúng nó xa ra một xíu đã. Ra đây, đừng có đi vào rừng. Vào rừng có đánh nhau lắm. Chết nhỉ, đội này thương vong nặng quá. Từ từ. Chắc đội tận chiến này sẽ phải giải quyết nhiều hơn rồi. Có thể tướng sẽ phải xung trận mất. Tốc kỵ thì rất mạnh. Rồi ra đây. Móc lốp mấy thằng này cho anh. Ai chà. Giết tướng của nó được cả được. Phải ăn. Rồi rùa, khẩn trương. Ồ. Xạ kỹ đâu, bắn cấp tập vào tướng của nó. Lùa ngay mấy thằng tầm xa của nó đây, ngọt quá. Ăn luôn. Xạ kỹ rồi, xông vào, bắn tiếp đi. Enemy units have rallied and returned to the battle. Cận kỵ. Đúng rồi. Warriors, throw weapons.
không lì thôi. Rút ra. Chưa giết được thằng tướng ở nó thì chưa xong được. Bọn ném lao là ném đau lắm. Quá không ăn được tiếp rồi, chắc chỉ còn hai thằng này. Hai thằng này sẽ tiếp tục cuộc chiến. Dụ chúng nó xa xa rồi, càng xa càng tốt. Thằng tướng nó đâu nhỉ? Mãi không giết được thằng tướng nó. Bây giờ quả này phải xông thẳng thằng tướng của nó thì mới có hy vọng chiến thắng được. Chết chưa? Chết tướng nhanh. Chưa chết à? Chưa đi báo tướng nó chết nhỉ? Còn có ba thằng mà chưa chết á? Đùa nhau à? Đùa nhau à? Thank you.
quân mình còn ở đâu nhỉ? Chà. Lùa nó kiểu này. À, đây là đội xạ kỹ rất là mạnh. Chết là tướng, chưa báo tướng chết là quái quỷ thật. Uầy, quân thương vong nặng thế. Không đánh không được chứ, phải đánh thế anh em mới xem chứ. Trận nào cũng thắng một cách easy anh em xem nó nhạt. Thấy anh em bảo thế. Được, à, cứ chạy đã. Giết hết bọn này. Bắn sau lưng chúng ta. Tướng địch đã chết rồi. A unit has fired all of its ammunition. Sống thẳng. Ăn luôn. Nó đang mất tinh thần rất dữ. Ôi sao quân của mình cũng bị giảm tinh thần kinh thế này. Rồi lại giúp ta đi. Ôi sao còn có 2-3 thằng mà vẫn chiến đấu tiến cùng như này cả. Binh của mình phải nói là lấy bãi trưởng rồi. Ôi, còn có 2-3 con vẫn đánh. Được. Dụ nó ra đây. Đây có một dụ. À, nó chạy cùng tướng. Nó chạy cùng tướng. Chạy cùng tướng, tinh thần chiến đấu nó cao. Bọn dìu này chịu được mấy lả. Mất tinh thần luôn. Ăn. Rút ra. Nó đang mất tinh thần rồi, cố lên anh em. Anh biết này, không có trận nào là trận dễ dàng cả. Không có trận nào mà trận dễ dàng. Rồi xong, cứ một thêm một đơn vị quân của nó bị mất tinh thần thì nó tinh thần toàn đội của nó sẽ suy yếu xuống thêm một chút nữa. Lại bắt đầu túm tụm lại một chỗ rồi. Nhấp nháy tinh thần nhưng mà vẫn chiến đấu được. Thử nhá, xem lại. Ra xa một tí nữa. Dàn mỏng ra xem nó tách thằng nào được không. Tốt, thằng này nó đuổi. Thằng này mèo vẫn chuột chuẩn đấy. Pha lăng này nó chưa kịp tiếp cận đâu. Xong, chúng ta. Rút ra từ đó nhá, để anh tính xem nào. Để anh tính. Để anh tính. Chú bình tĩnh để anh tính.
chứ, cứ bình tĩnh để anh tính. Đây rồi. Đang di chuyển ra hướng kia. Ăn. Ăn luôn. Đến vào. Chuẩn bị rút ra. Rồi, rút ra, rút ra, rút ra, rút ra. Ủa, còn có hai đội. Đội ngựa còn có hai con mà nó vẫn chiến đấu đến cùng thế này cơ á. Chỉ có thể là hung nô thôi. Còn có hai con ngựa. À, các bạn phải rút ra cơ mà. Vào đây lì thế. Lại có thêm một thằng tách đàn nữa này. Đây này, đây này, đây này. Trận đánh nào mà thương vong nặng lề này, nhưng mà không sao, không sao. Rút ra đây, vào đây, rút xạ kích ra đây, tiến vào đây, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Trời ơi, còn có 2, 4. Đây rồi, con mồi tiếp theo. Ăn. Kill kill kill. Úi dồi, một con kìa, còn có một con nữa, đội ngựa kìa. Chắc mất đội ngựa này mất. À. Rồi, kill kill kill. Ôi. Không thể tin nổi tinh thần chiến đấu của cái xạ kỵ của cái binh nô. Xong rồi, mất tinh thần rồi, quân địch mất tinh thần rồi. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi chúng ta có thể thắng trận chiến này. Tuyệt bằng hết bọn này, không để chúng ta trốn thoát. Kill kill kill. Ok kìa, mấy thằng này. Giết cho anh. Giờ là mấy giờ rồi mà phải sợ hit and run. Ôi. Chịu thương vong cao. Vậy mà vẫn chiến đấu đến cùng. Được. Thằng này à. Người hùng của tiểu đoàn. Sợ hung nô chưa? Viết bằng hết cho anh. Có được chiến đấu cạnh tướng. Nó tinh thần nó còn bởi vì nó chiến đấu cạnh tướng. Nào, bây giờ thì còn thằng nào? Chọn hồi quân. Chọn hồi quân. Hai quân đoàn nó đập mình. Ôi, mình có 1.000. Nó hết 4.000. May ha bưởi, may ha bưởi. Cho mất 1-2 đơn vị quân không nhỉ? Đánh thì không mất nhưng mà khả năng nó vẫn tính cho mất 2 đơn vị quân còn ít quá thôi. Không sao, mình sẽ lại mua lại quân. Rồi. Kết thúc trận đánh này xong thì chắc chả thằng nào dám đánh mình nữa. Rồi, có thể là mình sẽ ổn định vào mua thêm quân đã. Bắt đầu phải tuyển hợp lực lượng lại để mua cái đội quân nó mạnh mạnh tí.
Tuyệt vời. Ôi, tôi chết rồi. Lại thêm một thằng đã đến kìa. Thế này thì làm sao mà sống được. Thằng này chạy về nhà, không dám ăn mình. Ồ, thắng lợi quan trọng. Thằng du mục này thử đàm phán hòa bình xem chịu nhỉ. Gods of the afterlife. Không chịu à? Ôi, chết mẹ đông thế. Quân đoàn này đang thương vong này mà đánh nhau thằng này thì kéo chết mất. Ông này thì mua được thêm mấy thằng quân nữa. Rút toàn bộ lực lượng ra đây à? Đánh đêm, ăn được thằng này. Quân đoàn này thương nặng quá. For the tribe. Đánh tin. How can I help? For the gods. For his soul. Chưa đủ tầm di chuyển tới à? Get more in your riches. Gods be praised. Excitement. Ready for more orders. Ready for action. Get moving. You have more orders. Come, sit, share my fire. Để xem nó có đánh, dám đánh không? Khó mà tiến được ra Trung Đông ghê nhỉ. Mình phải cho lốt cả cái đội kỵ binh kia vào đánh trận này, đúng. Nói khá nhiều lính dịu. Có lẽ là chúng ta sắp vong quốc rồi mất. The enemy outnumbers us. Look, friendly banners. We have sighted the enemy. Hợp lý quá, tiếp viện từ đằng sau lưng, hợp lý quá. Nhanh lên em ơi. Thằng nào nhanh hơn thằng đấy thắng đấy. Ready!
Bàn tiếp viện ở đó kia. Tử đã, trận này đánh ẩu, chết sặc tiết luôn. Tám này thương quá nặng. Càng ngày nó càng gay cấn. Bắn đạn lửa đó. Đội xạ kỵ này từ đó bắt đầu dụ bọn kỵ binh của nó ra đó. Ăn kỵ binh của nó đã. Nó không cho kỵ binh ra trước. Ra kỵ binh đi. Lùi ra. Ok. Bọn này chưa bật hit and run à? Đây rồi. Rồi. Ừ, không vội. Cứ để cho chúng nó vào đó. Giết hết bọn kỵ nó chứ. Không bật hit and run chết bốm mấy con ngựa mà. Rồi. They are trying to take out our general. Defend him. Tướng quân của chúng ta bị tấn công á. Rồi đỡ ngựa. Xong. Rút ra đã, bình tĩnh. Tiến ra đồng bằng đi. Bắn đạn thường cho anh. Bắn phá giáp. Dụ bộ binh nó tiến vào nào. Xong chỗ này rồi. Tướng của nó kìa. Tướng của nó đang đi một mình lẹo kìa. Dụ nó xuống sâu đây, càng sâu càng tốt. Đông hơn như thế này anh còn diệt được nữa là chúng mày cứ tưởng. Ăn rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Rút ra đây em ơi. Lừa tất cả cái đám này của nó vào một trận. Rồi, đây rồi, đám này.
mày. Chỉ thế thôi sao? Mình phải tận dụng sức mạnh của đội xạ kỵ của mình nhá. Xạ kỵ của mình nó lên cấp 2 rồi. Mạnh hơn rất nhiều của cận kỵ. Ngoài ra nó có thể vừa bắn tên nó vừa chạy mà. Đây rồi. Chính xác, ăn luôn bọn này cho anh. Ăn. Thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, không thể chậm hơn. Kill, kill, kill. We're being ambushed. Có mai phục á? Kệ bố nó mai phục chứ. Sao nào mà đánh cả đống như này mà chưa chết cả tướng nó nhỉ? Mày. Enemy units have been rallied. Việc mấy thằng tầm xa nó chưa đấy. Bắn tướng nó cho anh. Đúng rồi, bắn từ đằng sau lưng như này chết nhanh lắm. Có lẽ mình phải nâng cái đội kỵ binh sốc kỵ với cận kỵ đời 2 thôi. Không, cứ dùng mấy ông đời đầu này cũng đánh được ấy, nhưng mà thương vong nặng lắm. Tướng địch đã chết. Rồi, tướng địch đã chết là tinh thần nó sẽ giảm xuống đáng kể đấy. Nhưng mà nó có hai thằng tướng, còn một thằng nữa đâu nhỉ? Đây rồi. Chơi bọn này cho anh. Xong. Chơi cái trò trong rừng này là hơi khó cho mình. Chết mẹ, chỗ này không chạy được. Chạy đây anh em. Úi giời, lính kiếm này thì... Rồi, lính cung không bắn nữa. Lính cung đâu ra đây? Chỗ này để sốc kỵ giải quyết. Rồi, xong rồi. Kêu, kêu, kêu. Ủa,
rồi, bắn đi. Bắn này thương nặng lắm. Chạy ra đây. Chia được lượng ra đấy. We await your orders. Quickly now. Dancers. Dìu mày dám ăn với kỵ cận chiến á, sốc kỵ á. Rồi, rút ra. Nó đang tản mát rồi. Ăn bọn nào tiếp nhỉ? Đây 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 đây. The enemy has discovered our hidden troops. Ok ạ. Tiến nhanh phết nhỉ? Cứ để mấy thằng này nó đuổi đi. Trời ơi, sao chiến dịch của Hung Nô nó lại khó thế này? Úi dồi ôi. Xong. Mấy thằng dìu đấy, mấy thằng dìu, mấy thằng dìu, mấy thằng dìu. Rồi, bọn này tản mát à? Cứ diệt từ thằng một. Units has used all its ammunition. Oh, lại tách à, lại tách à, tách đi.
chưa được. Chưa được, chưa được. Các đơn vị này à, thương nặng quá rồi. Rút ra ngoài nha. Kìa, giáo về hướng kia. Mày quay giáo về hướng nào đấy? Xong rồi, xong rồi. Ăn. Mày quay giáo về hướng nào đấy? Kêu kêu kêu. Bọn đấy là bọn đội hình pha lăng đấy, tầm giáo đấy. Chúng ta mà xông vào cái hàng giáo của chúng nó thì binh của chúng ta vỡ mặt luôn. Nên là chúng ta phải đạp về đằng sau lưng. Chỉ riêng bọn tầm giáo là các bạn đều phải sốc thẳng mặt nha. Sốc thẳng mặt vào bọn tầm giáo là mình ngu đòn luôn đấy. Rồi. Oh, thêm một trận chiến có thể nói này. Có lẽ là mình lại phải rút về cái vùng Slaver để mình xem ổn định quân, phát triển quân kiểu này. Đánh nhau với mấy ông này nó chơi hội đồng mình đông kinh quá. Không dễ dàng chút nào. Không để mất đơn vị quân nào cả. Hồi được 15% quân. Hồi được 15% quân. Thử nha, để xem là có thể tiêu diệt được thêm thằng nào nữa không. Thằng này, khử thằng này cho anh. Rồi. Rồi. For the tribe, for the gods. Con đoàn này không di chuyển được nữa. God be praised. How can I help? Con đoàn này. What do you want? Trời ơi. Cầm chân bọn này lại. I will see to it. Come, sit, share my fire. Thành công, ám sát thành công rồi. Ready for action! Thirsty for battle! Destroy them! Xong luôn một thằng. Lại hồi được thêm thịt quân nữa. Vãi cả trưởng. Get moving. Ready for battle. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi.
quân đoàn này lên bộ binh. Đúng không? Đúng rồi, lên bộ binh. For the gods. Nếu mà cứ đánh nhau kiểu này chắc mình ngộp thở chết mất. Thanh niên này có thể di chuyển đến đây không? Move out. Thanh niên này sit. Share my fire. Di chuyển đến đây. On our way. Thằng này chắc là chưa dám động đến mình. Yes. What do you wish of me? Ồ, đây còn nữa. Cử ngay mấy thằng điệp viên này vào nó đã. I will see to it. Bọn này chắc là chưa dám đuổi đến đất của mình đâu. Một thằng đã chết. Phe phái bị hủy diệt. À, xem nào. Xem cái này chứ. 5 phe phái đã bị hủy diệt. Con này nó ra đây nó định ám sát tướng mình à? For the tribe. Ready for action. Mua quân mà mình cũng không thể mua quân được. Bây giờ thanh niên này thì không cắm trại được. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Tập hôm nay mệt phờ.